Review clip này shop dụng cụ top.net sẽ giới thiệu đến các bạn mẫu tông đơ phay chuyên nghiệp cho anh em paper. Thì mẫu tông này có 3 màu, cầm cực kỳ là chắc tay. Cái phần nhựa ABS rất là chắc chắn nha. Rồi, đặc điểm của cái mẫu tông này là cái lưỡi trên và lưỡi dưới. Lưỡi dưới thì được xỉa rất là rộng rồi, mình về mình sử dụng thôi, không cần mài xỉa. Và lưỡi trên cực kỳ nhọn luôn. Đó, nhìn rất là nét các bạn, không thua mấy cái dòng lưỡi quơ chính hãng đâu. Thì cái mẫu này cắt theo đánh giá của mình là cực kỳ lướt tóc, chuyên phay. Nên anh em với cái tầm giá này anh em mua con này cắt là cực kỳ ưng ý luôn. Thì con này có công suất là 9W nha các bạn, khá là mạnh, cầm rất là chắc tay và cắt khá là ok. Thì pin con này sạc 3 giờ đầy và cắt trên 4 tiếng nha các bạn. Một mẫu tông có 3 màu cho các bạn lựa chọn, chuyên sử dụng để cắt phay cho anh em paper tại tiệm. Rất là ok, rất là đẹp.